Cô chú anh chị và các bạn, hôm nay gia đình mình đi ăn bún đậu mắm tôm các bạn. Cái nhà này thì của hai chồng mình thì mua, nói chung là định ở, nhưng mà má thì thích yên tĩnh cho nên nhà này mình chưa có ở được, mình tạm thời mình cho thuê. Thì ông chủ mới mở ra quán của bún đậu mắm tôm. Bây giờ mình đi tới mình ủng hộ quán nha các bạn. Nếu mà ăn thấy ngon thì các bạn cũng nên ghé ủng hộ nha. Ở 933 đường 2 tháng 4 là đường này. Giờ đây mình đang đi trên đường cầu Hà Ga. Cầu này cầu số 4, đúng không đứa? Cầu số 4 là cũng nằm trên con đường 2 tháng 4 nha các bạn. Bây giờ mình là chủ nhà mà mình lại mình quay mình thì sẵn cho biết nhà luôn. Gần tới chưa? Bây giờ chưa đâu đúng không? Thì ở đây thì nó đối diện qua là của 130 luôn hả đứa hả? Nó là đối diện nhà hàng Bodega trước á. Nó là nhà hàng Bodega cũ á. Đây là 130 nè, đây 130 nè. Ở trong đây là có nhà hàng, khách sạn kia hết. Ủa sao nói nó có diện mà mình chạy qua hơi xa vậy? Có diện nhà hàng Bodega cũ. Đây chuẩn bị tới nè. Đây cháu ngồi nè. Quán còn vắng quá. Còn sớm chưa có ai hết trơn, chỉ có gia đình mình thôi à. Ngày tháng 7 nữa. Bún đậu mắm tôm của ông gì? Chữ Công là quán Công. Đây 933 đường 2 tháng 4. Đây bây giờ mình vô mình ăn coi ngon không hả các bạn. Nếu mà ngon thì các bạn đến ủng hộ quán giùm nha. Cái này là không phải của mình mà nhà của mình, nhưng mà chủ của người ta nha. Đi đường này đi qua thì khoảng 20m là tới cầu Hà Ga. Còn hồi nãy mình đi là của đường Tháp Bà. Đây bên đây đường Tháp Bà các bạn. Đây cái nhà này là hai chồng mình coi như là mơ ước là được nhà mặt tiền. Thì gốc cuộc được nhà mặt tiền mà chưa được ở nha các bạn. Số mình là coi như là phải số ở nhà trên núi với trong hẻm không nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi vô trong. Đây chào con. Đây tới số quá trời luôn. Đây quán có gì nè? Khoai tây nè. Có khoai tây này kia ăn gì không? Không, em đâu ăn được đâu. Cầm gì? Sao em để cái mũ ngoài nữa? Nêm 5.000, nấu đậu 10.000, thịt nêm 20.000, gà chiên giò 25.000, nêm đó các đầy là đầy đủ các loại món đó các bạn. Đây nhà không gian cũng rộng lắm các bạn. Nhà này là kỳ chó là kỳ bề bề ngang nhiêu người bề dài nhiêu nhà kỳ dạ bề ngang tầm gần 1 mét, nó hậu là 5 mét mấy, dài tầm 21 mét. Có một con nhỏ đi chơi. Ủa rồi không cho nước vô uống trước không? Người ta mới tập thể dục về á, xong rồi chạy qua luôn. Không có nước uống hả? Tại sao không? Mấy hồ rừng nữa. Có nước trong đó luôn hả? Giờ còn đợi mấy người nữa.
hồi giờ là sắp tới là con đường đi. Bây giờ là tới là con đường YouTube hả? YouTube đúng rồi. Tội nghiệp. Tội nghiệp cô nè, từ đợt okay. trước tới đợt này là không ăn uống gì hết á. Đợt này về gắn ăn lại là tưởng là ăn uống, bữa nay giờ hấp cháo. Hấp cháo luôn mà. Khi nào xong hả? Một tuần tới mới đầu gắm răng vô. Rồi nó làm cho cơ thử chỉnh lại, cơ thử mình ăn đồ có được không? Là ông nói là trong vòng khoảng là 10 ngày, 2 tuần mới xong hoàn tất. Cứ thế nữa mới ăn được, nếu mà im thì ăn được. Không, cũng nhai được nhẹ trước là. Vậy giới thiệu đây là đệ tử của thầy Minh Tuệ nha các bạn. Fan của thầy Minh Tuệ. Đặt một cái mũ bảo hiểm nữa. Dạ. Vậy cái bữa hiểm cũng màu đây luôn. Dạ. Mũ chạy đó. Thấy không? Đó. Đây là bên về nhà đất. Về bất động sản. Giới thiệu đi. Nhà đất bất động sản. Dạ. Cháu nó giới thiệu nhờ được mua được nhà này đó. Mua được nhà này là bây giờ cháu này là cháu là mua được nhà này các bạn. Dạ con chào mọi người. Dạ. Mọi người có ai ra cho em mà mua đất hay là bên bản cho thuê để kinh doanh thì cứ liên hệ với con nha. Thì số điện thoại con là 070-6163-105. Vừa dùng Facebook và vừa dùng Zalo luôn. Dạ rồi, dạ mọi người. Rồi, ai muốn kiếm nhà để ra Nha Trang hưởng thụ thì cứ tìm đến cháu nha. Dạ, cháu Tên Nguyên. Cháu Tên Nguyên. Facebook là Phạm Văn Hoàng Nguyên. Phạm Văn Hoàng Nguyên. Đó. Cái bữa con cũng mua cái quay, hôm bữa là con định mua cái quay này á, là con quay cho người view nhà á. Nhưng mà thấy nó hơi bị... Con cứ tập quay đi thì... Không, cái này thì quay nó nét lắm, dạ. Nó rõ lắm. Cái này con đưa không bây giờ. Cái này là gia đình đang ngồi đợi. Gia đình đợi. Đây bây giờ món lên nè. Cái này con mang món đậu mắm tôm nè. Này có mắm tôm. Này xả tỏi tắc là cái nước chấm nha các bạn. Đặc biệt là có gì da heo chiên giòn. Còn này. Chả giò. Đó ai ăn cay thì bỏ thêm ớt nha. Chả gan trong đó. Rồi mời cả nhà đây, mời con ăn xong rồi phải có một chuyện cho nên ăn trước đi trước. Rồi mà ăn ngon nha. Rồi, ăn cho ý kiến thử lên. Ngon đưa mặn không ngon khỏi đưa. Nước mắm á, ăn nước mắm á. Ngon. Cái này là con chưa có nêm gì hết nhưng mà ăn cảm giác nó vừa mình. Nhưng mà nước chấm này là mình thì miếng chanh ra giờ đúng không? Dạ cái này là sẽ không phải chanh nè, thường là tắc với dạ đúng rồi. Nhưng mà ông cái miếng đậu thì nó vừa giòn giòn, nó vừa mềm mềm chứ nó mới cứng lắm. Rồi em mời cả nhà ăn ngon là nhân chấm đó, chứ còn mấy cái này nói chung mà làm bình thường đúng không? Dạ. Cái này nó chấm bây giờ mình phải bỏ miếng ớt vô. Thấy ngon lắm. Tóc. Cái này là bỏ xả vô luôn hả? Rồi đi miếng xả vô nữa nha. Ăn đi cho. Ăn đi tối nay lên xe đó. Tối nay lên xe về chị. Về chị Minh. À. Về tổng mấy ngày? Chắc sáng chủ nhật ra hả? Chủ nhật ra. Nhanh về. Ai quá? Có ý là vô đó chủ nhật về nhanh về. Vô mấy ngày ra. Rồi thử đi thử đi. Tắt giờ. Tăng lăng nó xe nó đây. Đó là em. Mày ăn khúc này. Ủa nè, mình chán. Ủa mình chán mình chán đúng rồi. Đó, anh bắt rau đây, rau đây. Thấy rồi. Xòi rau này. Này caramel này đúng rồi, đứng dậy quay chứ ngồi nó quay. Cái này mệt quá, đi không nổi luôn. Chưa, nó ê ẩm quá thiệt. Để ăn thử. Đậu ngon, mì ngon. Ngon. Để chấm miếng mắm vô không? Anh làm mắm chưa? Rồi, không rồi. Mà
Quên, bỏ miếng bởi luôn, bỏ miếng bởi luôn. Giờ em bỏ ớt quá trời mà không cay ra. Sẽ luôn, ngon hả? Ừ, ngon lắm. Kia hồn qua kìa. Rồi tới giờ. Phải không? Anh lấy cái gì, lấy gì? Bọn lên, tắt vô. Chấm chua. Không, tắt tắt vô nó mất con. Nó đoạn cắn lên. Nó đổ hủ vô nè. Quay đi, em cứ quay đi. Anh bữa nay em không ăn cơm, quay thoải mái thì đừng lo. Không, ngon, ngon, ngon. Đổ vô. Cái này là không phải là nhà của mình. Nó lớn quá. Khen nha, mà thật sự ngon các bạn. Ngon. Không, thì, mà có người thì đang mà nhậu răng, cho nên ăn không được, tức lắm. Chứ thật sự là cái món mắm động ăn tôm này là ghiền lắm, nhưng mà bữa nay rất tiếc nhậu răng nha. Em ủa? Nói anh là chọc em, hồi lại em quay anh có bắt luôn á. Thấy nó chán, bỏ tôm. Được rồi, được rồi. Rồi. Cái trẻ này rồi ăn cho ý kiến là ngoài. Nói thật lòng đi để cho khán giả ta ăn, ta biết chứ mình giới thiệu là bảy tới ta chửi mình đó. Không, ăn miếng tàu hủ vô thôi. Ngon. Nhưng mà đóng quay đầy đủ rồi là quét được qua luôn. Bữa nay á, đặc biệt á, là tội nghiệp bà xã mình mới vừa nó chơi nguyên cái hầm răng dưới nó mổ ra để nó implant lại á. Cho nên giờ thấy em lắm rồi, nãy giờ tức lắm rồi đó. Mình quay cái mặt tức coi như thế nào nha các bạn. Đó. Không. Tức ăn tàu hủ còn tàu nóng ngon giờ luôn. Để em ở mình nào. Nè. Ăn trước đi. Rồi cái này là đệ tử của mình đệ tử phải fan đi, nó đệ tử nó đệ tử ấy quá. Nói đệ tử thì kỳ quá, tại ông sư đâu có nhận đệ tử đâu. Phan Chính Nghĩa hả? Phan Chính Nghĩa. Phan cuộc của ông đại chương tệ. Dạ, dạ. Làm ngon, ăn nước chờ hòn hả gì hả? Từ em ăn cháu, em ăn cháu. Dòm cái dĩa là hấp dẫn hết trời luôn rồi ha. Cái hỏi cái dĩa này là 5 phần. Năm phần tiền giá nhiêu? 250. Năm phần là giá 250 rẻ. Combo là có nước luôn á. Nước trà tắc ngon cái mình. Giờ nước trà tắc thơm. Cái thịt nguội đó, thịt bà chỉ. Con này chả cá đúng không? Con này chả gì? Chả gì? Chả gì không biết. YouTube mà dở quá trời luôn. Quán cá. Cái trẻ chữ gì? Chim rán. Cái nào? Chảy ram. Chảy ram. Hôm nay là được rồi. Đây là chảy gì? Đây là niêm rán Hà Nội. À niêm rán. Còn cái món này. Con nhìn vô cái niêm rán Hà Nội. Review luôn không? Không. À niêm rán Hà Nội. Đây. Thịt nguội. Thịt nguội. Còn này cái này. Còn đây. Dôi sụn. À, còn cái đây cái đó này là rồng rán. Rồng rán là đó là bình thường. Rồi cảm ơn. Rồi đây là chạy tắt luôn. Cái này là anh em kết nghĩa nè, nhìn là biết rồi đó. Đây để thử luôn. Cái này là quan của xin mình đợi đó. Cái kia cho cầm một bờ thấy cái đó. Lấy thêm cái anh ơi. Lấy thêm phần nướng nữa, một phần thôi. Phần ít lắm. Thì ăn chung đâu chung đây chứ mới cho kia thêm nữa. Không có phần hai người á các bạn. Có phần hai người là thêm phần hai người nữa. Là phần hai người trước đi. Chứ kiểu phần 5 người anh ba qua chạy quá không có gì tại là bị. Là tại tập.
không cái nếu mà ăn nước ngọt ngọt nước chấm khác, nếu mà ăn nước ngọt chấm khác à đi cái ngon nhất cái tàu hủ quá thấy không về thì cái đại chấm giòn hết chấm đậm hết cây đó là gì ăn. Nếu mà để vậy là cái đầu như vậy mà không ăn thủ là uổng lắm á. Không thiệt, ngon thiệt, ngon thiệt. Dạ. Nhưng mà sao dở con cái lại đây không có bia, đúng lý mấy cái này có bia không? Không bán bia. Dạ. Dạ. Cái này có ăn bia mới ngon. Giờ là quen ăn giặt. Cái đó cái gì? Ừ. Ăn đi hả? Ăn đi rồi kêu cái ra cho người ta ăn lại. Đừng có ngồi nhìn miệng. Đừng có ngồi nhìn miệng, ăn trước đi. Yeah. Dạ. Đi bà, đi bà. Đi chợ bánh hả? Đổ hộp không? Bỏ chung mắm uống không? 6 kêu 2 chở. À, đi người kia ăn cái mắt rồi. Rồi, em tổng chèo. Rồi, bà. Không. Anh mà chọc em một hồi là em tức quá, em hút nguyên một chén mắm tôm luôn á anh. Nào mà ngon thiệt hả? Thì khi nào cái hàm răng của em đỡ đi lại ăn lần nữa. Ngon không? Ngon không? Mình không phải là... Rồi rồi, rồi chào con. Đi công chuyện, một người lại đi công chuyện mới đi chào trước. Đi gặp đối tác. Rồi ok. Dạ. Rồi. Ok, vậy tới bữa nào đi trong miền Tây ra nhậu. Rồi, rồi bữa nào nhậu kêu con nha. Rồi rồi rồi. Bữa nay cho chắc mày được rồi. Rồi, anh ba anh tới nữa nè. Đó. Đây, phần của anh chị kêu sẵn. Đây, chúng ta đi nước con. Dạ. Ở đây không có bán bia anh ba ơi. À, không sao đâu. Dạ. Đây quán đồ ăn là có nước, có kèm theo nước vậy luôn. À. Cho nên không có bia. Bia có rồi, bia về nhà uống. Nhưng mà thật sự uống bia thì về nhà uống an toàn hơn. Có còn là không lái nha. Mai mốt chuyển vô đây mới là nó bắt tiền con nhậu không nhậu. Tôi hiểu không anh, cười cười không à. Nhiều khi có sư nè, nhìn cái bộ đồ đó là trăm quay bộ đồ luôn nè. Phát cuồng của anh. Phát cuồng của anh sư đó. Sư nào? Phát cuồng sư nào bên chân que đó nè. Tại nó phát cuồng quen lên chứ. Cô thích chân quang hả? Hả? Phát cuồng của ông sư thích Minh Tệ. Ờ chứ không phải, em tự thích chân quang nha. Quang mới chơi. Mà kia ở đây là biết rồi. Đó, đi mắm nguyên là. Mắm nguyên à, khỏi lấy luôn rồi. Chưa có ấy. Hôm nay anh ba nặng tắt vô. Này bún. Cậu bún tôm á. Mắm tôm đi, anh chị ăn mắm tôm được không? Nặng tắt vô nhờ, nặng tắt vô anh bà. Rồi, chú muốn cái đi không? Để cho em cũng lần đầu tiên ăn cái mắm tôm. Chị nghe đậu cơm á, chị có dùng. Thôi, em là cũng lần đầu tiên ăn luôn, chứ rồi mà ngon luôn. Dạ, dạ. Nhưng mà quá ngon luôn á. Anh đang thử cái từ mà cái đậu hũ cái này kia lên vô thấy ngon. Nhưng mà cái nước chấm ăn nặng hai trái đất vô. Nó mới vừa ăn. Tại nước chấm là nó mặn. Cái mắm nêm là mặn mà bắt buộc mình phải nặng tắt vô. Nêm xả ớt này kia vô nữa. Dạ, nêm xả ớt tỏi có hết đầy đủ hết trơn hả? Dạ. Em nặng hai trái rồi đó. Dạ em nặng hai trái rồi đó. Tắt đông chua. Mắm tôm, tại mắm tôm thì bắt buộc phải mặn vậy à. Cậu mắm tôm này chứ mà không cậu mắm tôm này. Dạ. Mắm tôm nên đi đâu rồi. Okay, right.
đây là cũng đại tử của đi theo ở sư Minh Tệ, Phan Nam Mộ, vệ sĩ. Hai lần chị vô nữa rồi, nhà chị vô. Cởi đồ rồi, cũng về. Đi bán hả? Đi bán. Bắt ngay cho má luôn hả? Bây giờ bờ máy hả? Không, chị chạy về. Đây giờ gia đình mình ăn xong rồi đi về nha các bạn nè. Mình ăn do thì cũng có khách cũng đông các bạn. Thì quán này mở được mấy tháng, 3-4 tháng rồi. Đây nếu mà các bạn nào có ăn thì tới địa chỉ nè, 933 đường 2 tháng 4, Vĩnh Phước, Nha Trang, đến đây ủng hộ nha các bạn. Rồi cuối như video mình chúc các bạn cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn nha. Rồi bye bye.